Hai cho cả nhà tháng thì giờ mình sẽ không sẵn để mình đưa cái bé khú cho bò hồi sáng mình mới bắt để gửi đi ha. Giờ thì mình sẽ xách em nó xuống và mình sang lồng ở đây ha, và cũng như là mình kiểm tra mắt mũi móng mỏ. Nói chung là phải ra ngoài sáng chứ ở trong tối thì là cũng không phải được. Đây em ở đây ha, thì lúc sáng mình có kiểm tra mắt mũi móng mỏ rồi, từ giờ nó nhảy rồi, giờ mình sẽ sang lồng qua ha và gửi đi thôi. Sao qua lồng nhảy dữ ta? Đang quay. Ôi. Nói chung là bé này mình thấy nó ăn uống là ok, ngon lành rồi đó. Ủa sao mình dơ vậy? Rồi bà nhảy kìa. Nhảy ghê trời. Ok, vào lòng thôi. Ok. Xong, vô đây.